Hello, hello, what's your name? Hello, hello, what's your name? Right, bài học ngày hôm nay chúng mình sẽ học về chủ đề What's your name? Các em sẽ được học về cách giới thiệu tên, cách hỏi tên và cách đánh vần tên trong tiếng Anh đấy. Vậy, chúng mình còn chần chừ gì nữa mà không bước vào phần học từ vựng và mẫu câu với cô nào? Chúng mình hãy cùng xem những từ vựng và mẫu câu mà các em sẽ học trong bài học ngày hôm nay nhé. So first up, vocabulary. We are going to learn name. Name. Spell. Spell. What? What? You. You. How? How? And the sentences. What's your name? What's your name? My name is Dung. My name is Dung. My name's Dung. My name's Dung. How do you spell your name? How do you spell your name? It's D U N G. Dung. Okay, vậy chúng mình hãy cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay với phần từ vựng kem nhé.